kiếm một chiếc máy hút bụi công nghiệp để sử dụng vệ sinh nhà xưởng hay là sân vườn với diện tích lớn, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị chiếc máy hút bụi VZ72S. Như các bạn có thể thấy thì chiếc máy hút bụi này có kích thước khá là khủng, phù hợp sử dụng trong những công ty chế biến gỗ hay là chế biến bánh nơi có lượng bụi lớn. Bên ngoài máy hút bụi có chất liệu thép không gỉ rất là bền bỉ và dễ dàng vệ sinh. Bánh xe lớn trên đế giúp bạn dễ dàng di chuyển. Phía trên có tay cầm kéo đẩy, bạn dễ dàng di chuyển trong quá trình sử dụng. Máy hút bụi công nghiệp VZ72S có chức năng hút bụi và hút nước. Máy có thể hút bụi trong các khe nhỏ, hút sắt ở sàn, hút nước giúp bạn dễ dàng làm sạch được bẩn và các vết nước trên các bề mặt sàn khác nhau. VZ72S có thể sử dụng những vị trí khác nhau và các đầu hút linh hoạt để bạn thay đổi. Đầu hút khe, đầu hút tròn, với hai bàn hút sàn to, ngoài ra thì để sử dụng ở những vị trí xa hơn và cao hơn thì các bạn có thể sử dụng hai ống nối. Một đầu hút vào ống nối, đầu còn lại của ống nối thì các bạn sẽ lắp vào máy. Bên dưới máy có vị trí van xả và đầu xả. Khi muốn đổ bụi thì các bạn sẽ mở lốc máy ở phía bên trên và các bạn chỉ cần mở khóa gài. Sau đó mở lốc máy. Máy hút bụi có dung tích lớn 70 lít. Bạn có thể tháo rời màng lọc. Các bạn có thể thấy thông số của chiếc máy hút bụi, đó là điện thế là 220 đến 240V 50/60Hz. Công suất là 2400W. Với lượng chứa là 70 lít. Lưu lượng khí là 106 lít trên giây. Như các bạn có thể thấy thì phía trước máy có hai công tắc với hai motor riêng biệt. Khi các bạn bật cả hai công tắc, máy sẽ hoạt động với công suất tối đa là 2400W. Phía bên ngoài công tắc được bọc bằng cao su để có thể sử dụng dưới mọi thời tiết, đảm bảo an toàn và tăng tuổi thọ cho máy. Như vậy là Thu Phương vừa giới thiệu đến quý vị chiếc máy hút bụi VZ72S. Nếu như quý vị có nhu cầu đặt mua sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy lên và liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội 024-3785-5633 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 028-3830-8569, hoặc quý vị có thể truy cập vào website meta.vn để xem chi tiết về sản phẩm của nhà hàng online. Đừng quên like, share video của Meta và đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.